Vâng, xin chào anh em. Clip này mình sẽ làm về cây Spark 12 Slug Getter. Nói đến cái dòng Slug này mà chơi đặt bom thì anh em cũng hiểu đấy. Thôi, mời bạn ra đảo chơi với khỉ luôn. Mình phải lấy hết can đảm và dũng khí mới review mấy con shotgun này đây. Khá là bá đạo. Nó bắn cái gì cũng bá. Đặc biệt là bắn người, úi giời. Cả đàn. Lên đấy, à, bay á. Bạn này lại còn bunny nữa. Vui tính vậy. Chạy hả bạn, chạy à, chạy à. Rồi, không cần Slug này. Nạp đạn giết luôn. Ôi giời ơi. Sao mà nhanh như thế. Chưa kịp thể hiện. Nhưng mà quen rồi anh em ạ. Còn khác thôi. Ok, tiếp tục thôi. Vừa rồi cái ván vừa nãy ấy, mình đã rút ra một kinh nghiệm sương máu đó là chơi một cái phòng ấy, chúng ta phải chơi vài ván thôi, xong rồi thoát, chơi vòng khác. Không gì hết bị chửi là bị kích. Úi giời, bạn kia bắn kinh vậy. Chạy này, chạy. Rồi, qua đâu bây giờ ta. Ôi, team mình chết gần hết rồi kìa. Còn hai người này. Cái định mệnh cứ bắn thôi. Đã làm cái gì đâu. Úi giời, nhòm. Hai bạn qua đầu kia đi. Để mình đầu này cho. Rồi, hay lắm. Trước mặt này. Giết luôn. Úi giời. Thật thật nhiên vào ấy. Đấy, đấy, đấy. Úi giời. À. Lao như tên lửa ấy. Gỡ giả. À, ở dưới nách không? Nách bên đây. Bên nào ta? Ở bên tay phải này. Thay đạn á. Rồi, bắn chức năng bình thường cũng khá là bá. Ở chế độ bình thường này. Tầm gần thôi. Mình thấy bắn không mạnh bằng M37 Slug Getter. Nhưng mà nói chung cũng quá là bá đạo. Cái gì đây, bắt đầu chửi đây. Mình bắt đầu chôn thôi. Chát bằng những cái biểu tượng mà trái tim thể hiện tình cảm. Éo đùa nhé. Rồi, có vẻ bên kia các bạn cũng đang khá là tức đấy. Cười phát nào, hi hi. Ai hi hi đồ ngốc thôi. À, đây là cái lỗ này. Nhòm này, nhòm. À, mình cũng nói trước là review xuống thôi nhá. Anh em có đen đủi mà gặp mình trong cái phòng nào ấy thì cũng... Úi giời. Cũng miệng mà tươi cười. Anh em cũng phải tay bắt mặt mừng mà chào mình một cái. Thôi kích cũng được nhưng mà cuối trận là kích nhá. Không gì để mình tự động mình thoát. Chứ đừng kích mình như thế tội lắm. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. B rồi. Ôi hay lắm bạn ơi. Cái con hàng này bắn zombie cũng chả ai cấm. Nhưng mà bắn đấu đội cũng không ai cấm. Mà vào C4 thì coi. Chửi sắp bật lờ luôn. Đấu đơn cũng chả ai cấm. Còn zombie thì lại y tá. Đấy, mỗi nơi có một cấm khác nhau. Á, đợi bên này. Bà Red á. Thôi cho bom nổi, gỡ không kêu mà. Ok bên này, các bạn gỡ đi. Chỗ này bắn xuyên thủng chết à. Rồi để đây mình... Xếp luôn. Xa thế mà cũng chết. Cái con M37 bắn xa hơn nữa cơ. Nhiều khi bắn từ cái đầu xe ấy mà đến gần chỗ rào mà cũng chết. Quá là ảo diệu, không biết có bị fake dam hay không. Nói chung mình thấy cơ động thì Spark này ngon hơn. Tôi bắn vừa thấy đạn được. Chả còn lời gì để nói. Vậy thì cạn lời tha thu lời thôi. Mấy bạn đang chửi mình ấy. Mình không sao. Mình bắn phòng này cũng vài hiệp thôi, mình thoát à. Nói chung cái loại này bắn gây khá là khó chịu với anh em. Nhiều khi mình cũng không thích bắn lắm nhưng mà vẫn phải review đa dạng súng thôi. Úi giời, úi giời. À, à, từ. Vẫn còn 3 máu nữa cơ. Như chó. Còn kia đang chửi mình đấy. Vâng, cái dòng Spark ngày xưa ấy, nó thay đạn mình thấy khá là thích. Nhưng mà bắn gót thôi. Bắn đấu đội thì cũng được. Nhưng mà cái thời không có VIP cơ. Sau có VIP thì mấy khẩu này cũng chả có bá đạo gì nữa cả. Xong đến khi mới ra cây Ares, xong rồi Getter này nữa này, nó mới thực sự là trở lại với cái thời huy hoàng nó. Nói chung mình cũng chả cấm súng gì đâu. Mấy cái loại Slug này nó được cái bắn gần thôi. Nguy hiểm nhất vẫn thằng cha Sniper. Đứng gần thì có TMP với cả đồ xuất gun. Cứ kệ đi, bắn cho vui cho mình. Anh em đừng có dislike đấy. Mình bảo rồi. Bắn cái này mà gây khó chịu thì anh em cũng thông cảm. Thực sự cái đồ này mà vào tay những người biết bắn tốt ấy, có skill ấy, bắn thực sự phát huy 200% công lực luôn. Ôi giời ơi, shit nhỉ. Ôi giời ơi, nó yếu đuối. Còn ít đạn mà, bắn shit một phát là chết thôi. Chết chùm luôn. Thôi có lẽ quả này thì mình qua phòng khác thôi. Ăn chửi nãy giờ là hơi nhục rồi đấy, nhưng mà cố ngậm đắng hết cay vào.
Rồi ok, tiếp tục chiến thôi anh em. Mình lại qua map Hill Town. Thực sự phải chơi mấy cái map nó bé bé này, bé bé xinh xinh này, chơi nó mới sướng. Ô, thiên nhiên bông to này. À, trước mặt mình rồi. Đây 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 đây. Đây. Một phát thôi. Phải đặt bom thôi. Thôi đừng có bổ mình như thế. Cái gì đây? VIP 8 mà còn chơi slug. Kích slug đi. Đấy thấy chưa? Trời ơi, dọa người như thế. Đi phòng nào mình cũng bị chửi. Nên rút ra kinh nghiệm là chơi một phòng ở 4 5 ván thôi. Xong rồi thoát. Âm thầm lặng lẽ âm thầm bên em. Ở bên này này. Có vẻ bên tay phải. À, bom lên đấy. Bùm. Chết luôn. Thực sự cái đoạn này cũng không cần slug đâu. Kích slug á. Mình lại chát biểu tượng vào tim kìa. Thể hiện tình cảm thôi anh em. Ôi dồi, bên mình có vẻ ít người đấy. Nhưng mà để mình cứu anh em một tí nào. Kích làm cái gì? Mất lòng. Map Hill Town này cũng khá ít chơi bởi vì cũng ít bạn người. Ui giời ơi. Chị râu ơi, tiếp viên hàng không á. À, về hãng Vietnam Airlines đi. Rồi bắt đầu chửi đây. Vẫn chưa chửi à? Thiên nhiên cây chim muôn sót. Còn một bạn thoát à? Dỗi mình thì thoát luôn. Vãi trường. Chơi vui thôi. Làm gì kích hăng như thế. À, mình vừa nghe thấy phốt đây này. À, rồi. Đi rón rén cũng không ăn thua. Ồ, có vẻ bạn này canh C4 rồi. Thực sự mấy map nhiều ngóc cách này bắn nó bá đạo quá. VIP 8 nhục như chó. Ôi, VIP 8 kìa. Lại chắc biểu tượng trái tim anh em thôi. Thể hiện tình cảm. Đây, đây, đây. Úi giời. Úi giời. Hay lại xịt nhỉ. Hay, hay đấy. Thế nhiên này biết... rỉa máu kinh thật đấy. Rồi. Rồi có lẽ trận này bắn giờ vừa bắn ngu ngu thôi. Cho anh em đỡ kinh. Nói chung là bị chửi nhiều lắm rồi đấy. Cay lắm rồi đấy. Cái định mệnh làm mấy clip mà súng cấm thế này thì nhiều bạn xem mình ghét mình hơn chứ. Không biết có phải thế không. Mà thôi. Nghe nghe bạn hơi được câu giờ thế. Ôi giời ơi, chốt hết trạm rồi. Bên team mình lại thiếu người nữa. Thực sự mà trời trời đang nóng. Mình tìm mấy khẩu nó cắm cắm này bắn thôi. Rồi, à cái chữ đỏ đỏ này. Tầm xa này bắn chết ta, xa này bắn không chết được rồi. Ôi thanh niên này giết mình. Mình sẽ trả thù. Mình cái thằng thù dại. Úi giời, úi giời, úi giời. Úi giời. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ôi giời ơi, nhanh quá. Đúng rồi, gặp shotgun là phải né né ra. Rồi. Ôi, đâu rồi ta. Mình lại qua cái chỗ B này thôi. Khẩu này nhìn nó vóc dáng nó nhỏ bé thôi. Nhưng mà uy lực thì không không thể nào mà khinh thường được. Chết úi giời, úi giời. Chảy máu rồi, chảy máu. Thôi đừng có ngồi bạn ạ. Ghim tâm AK đấy. Nhưng mà không không thoát nổi kiểu đạn to như quả xoài được. Ôi giời. Đâu ta. Ôi 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 ôi. Từ từ. Manh động quá. Thanh niên bay như Spiderman ý. Giết luôn. Úi giời. Không xả đạn trước mà. Đâu ta. À trước mặt. Úi giời ơi. Té. Cái định mệnh đông thế. Nó dí theo mình, nó dí theo mình. Thiên nhiên của năm. Đi về đâu cũng là thế mà. Đâu ta, thiên nhiên này núp kỹ lắm nha. Dài solo như hai vị, hai thằng đàn bà, à không, hai thằng đàn ông. Hai con đàn bà. Vậy phần này toàn nhân vật nữ không à. Xịt là chết chuẩn rồi. Anh em có nhớ kết quả hồi nãy không? Ở mắt pháo đài ấy. Mình còn đúng 3 giọt.
bắn xin một cái là chết à, bị cả cả đám hội đồng đứng dưới cắt. Giờ là một viên đạn là toi luôn. Thôi rồi Tèo ơi, hồi hộp vãi. Ờ thế thì mình lại qua đi móc thôi, móc qua đây luôn, qua mít luôn. Những cái cảnh tượng như đang chơi Outlast vậy, giỡn hết cả người. Tuy nhiên này núp ở nhà hay ở mít ta, đây cũng có này, giữa mít không có. Vâng, thế thì ở nhà là đúng rồi, 88 kìa. Ông lại kia 88. Thôi ok, mình bắn một ván nữa thôi. Chả hiểu sao anh em thua hết luôn, thua từ đầu đến cuối. Cứ không được. Cái gì đấy? Thôi, ui rồi ném bom nó khốn nạn. Đống với trả đội. À, cái thanh niên này, à. Đâu rồi? Ui giời, giới mít, ui giời, chết luôn. Ôi giời ơi, 90. Hơi đen một tí. Rồi có lẽ chúng ta nên dừng lại đây thôi. Kích slug coi. Anh em đang chửi nhiều quá. Hãy tha thôi. À, có lẽ hẹn có lẽ em những clip tiếp theo. Không biết mình còn can đảm mà cầm slug lên mà chơi đặt bom nữa không. Bị chửi quá nhiều. Thôi đi quay tay tiếp đây.